sẻ của kỹ sư Đặng Văn Tới. Thì bây giờ không biết là Vương muốn hỏi kỹ sư điều gì? Về cái đề tài của em thì cái vấn đề rửa mặn và khử độc trong vùng thải, đó là một bài toán rất là nan giải. Vậy thì với vai trò là kỹ sư như anh thì anh có thể cho em một số góp ý để mà tìm ra lời giải cho cái bài toán đó mà. Cái yêu cầu kỹ thuật là phải khử mặn thì lúc đó mới là chuyển được cái từ cái dạng mà đất thải sang cái phân vi sinh. Đấy thì em có tính toán rằng là khi mà mình khử mặn vậy đó thì có tính được là khối lượng mà nước để mà rửa cho cái bùn thải đó là bao nhiêu hay không? Và cái thứ nữa đó thì khi mà cái lượng nước thải mà em đã xử lý đó thì em có tiếp tục em rửa tiếp hay là em lại thải nó tiếp ra ngoài môi trường? Dạ thì về vấn đề thứ nhất đó là tỷ lệ nước rửa mặn dưới nước và bùn thì em cũng đã tiến hành thí nghiệm và tìm ra được một cái tỷ lệ tối ưu nhất, đó là tỷ lệ 1:2, tức là một bùn và hai nước. Rồi cái vấn đề thứ hai đó là cái nước sau khi rửa mặn mình sẽ tiếp tục xử lý cái nước này, và cái biện pháp thì trên thị trường hiện nay có rất là nhiều biện pháp chúng ta có thể áp dụng một trong số đó. Em cũng nên tính toán và cân nhắc kỹ, bởi vì khử mặn đó thì nó cũng sẽ là cái quyết định cái chi phí khi mà cái thành phẩm của em là nó hoàn thành. Về cái việc rửa mặn thì theo tính toán của em thì cái lượng cái chi phí cùng cung cấp đó là vào giao động từ 250 đến 300 nghìn đồng để mà mua dầu để mà hút nước lên để rửa mặn. Và cái số tiền này em nghĩ là đối với một ao nuôi tôm khoảng một sào, tức là 1.000 m2, thì em nghĩ không đến nỗi nào là quá cao nên có thể thực hiện được. Thế thì em có tính toán được là mình khi mà ra thành phẩm đó thì cái giá mỗi một ký phân vi sinh của em là khoảng bao nhiêu tiền không? Dạ, để mà nó phù hợp được với túi tiền của bà con nông dân và cái sản phẩm của em được bà con sinh dục chấp nhận được. Dạ đúng rồi, vậy tính toán thì nó rất là phức tạp, nhưng mà em cũng có một sự hỗ trợ từ các bạn và tiến hành tính toán chi phí với nhau và rút ra một kết quả, đó là cái giá để mà ổn định nhất tất cả chi phí lại đó là khoảng 1.500 đồng trên 1 kg bùn sau khi đã cải tạo. Cho em thì là mỗi lần em nói là bơm dầu lên là tốn khoảng 200 mấy ngàn đúng không? Dạ. Thì 200 mấy ngàn của em sẽ đưa ra bao nhiêu kg phân để em lấy lại cái lãi đó? Em có được tính toán được điều đó không? Dạ là cứ 1.000 m2 vậy thì sau mỗi vụ thu hoạch chúng ta sẽ thu được khoảng từ 4 tấn bùn tươi. À là 4 tấn. Dạ. Là 4.000. 4.000 kg. Rồi nhân lên mỗi 1 kg 1.000 mấy đồng nữa. Dạ. Mà chỉ trên là khoảng 200 mấy ngàn tiền xăng thôi. Dạ. Nếu vậy thì mình sẽ có lợi rất là nhiều. À, cảm ơn kỹ sư đã chia sẻ những điều rất là ý nghĩa đó với sinh viên Lê Minh Phương. Một lần nữa xin cảm ơn kỹ sư đã nhận lời mời tham gia chương trình Tiếp Sức Những Ước Mơ. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình Tiếp Sức Những Ước Mơ là chương trình học bổng do VTV9 phối hợp cùng Báo Tuổi Trẻ sản xuất. Và hôm nay chương trình có mặt ở đây nhằm để vinh danh sự nỗ lực học tập nghiên cứu của sinh viên Lê Minh Vương, một sinh viên xuất sắc của trường Đại học Sài Gòn. Và bây giờ xin mời đại diện phía nhà tài trợ anh Lê Văn Bằng, Phó Bí thư Đoàn Cơ sở Ngân hàng Vietcombank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh lên trao học bổng trị giá 15 triệu đồng cho em. Anh chúc mừng em. Hy vọng rằng cái phần học bổng này nó cũng sẽ giúp ích được cho em trong cái vấn đề mà học tập và nghiên cứu khoa học. Chúc em thành công. Xin chân thành cảm ơn phía nhà tài trợ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình này. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 19:04. Chưa có đề tài nào đúng nghĩa đen là ứng dụng được. Nó liên quan đến vấn đề về giấy tờ này nọ mệt lắm, rất mệt, nhưng mà ở Cần Giờ, Kiên Giang, Cà Mau đã ứng dụng và mình có free cho họ luôn, hướng dẫn cho họ làm. Và một cái câu chuyện về đề tài rất là thú vị là có một anh nuôi tôm ở dưới Cà Mau, anh đem một cái thùng tôm đông lạnh mà tôm mà sai cũng 10 mấy con ký á, lên biếu mình, lên lúc củ chay biếu Vương. Anh thấy em có đề tài hay quá, anh muốn gặp em để em có thể hướng dẫn cho anh tặng em tôm, thùng tôm chắc cũng chục ký, bự bự không à. Mình không phải là mình quý cái tôm, nhưng mà anh đi lặn lội từ lúc Cà Mau lên Củ Chi mà để gặp mình, chỉ để mà gặp trao đổi về cái đề tài. Mình thấy rất là rưng rưng luôn á, rồi hướng dẫn cho anh làm từ A đến Z. Hiện tại là anh đang cải tạo cái bùn ao tôm của anh để anh làm đất sạch, chứ không phải là phân bón. Đất sạch, đất dinh dưỡng để anh trồng rau tại nhà. Giống vậy nè. Còn nếu mà làm phân bón thì phải có tiêu chuẩn đàng hoàng, TCVN bao nhiêu, rồi hàm lượng đạm, lon, kali, chất vô cơ bao nhiêu, nó rất là phức tạp. Còn ảnh thì anh làm đất dinh dưỡng để trồng rau tại nhà thôi. Đó là một cái câu chuyện được ở cho mọi người nghe trong cái quá trình mình làm. Và mọi người cảm thấy Vương nói có dịch trùng rồi thì chúng ta ứng dụng nó trồng trọt như thế nào, thì đây là hình ảnh mà Vương rất là chill lúc trước làm ở bên trang trại
phương pháp cải tạo này nọ, là bốn cây bốn phân rồi rất là đẹp, rất là thích. Vậy thì ứng dụng trồng trọt như thế nào? Thì khi mà ứng dụng trong trồng trọt thì có sản phẩm đầu tiên không thể thiếu, đó là phân trùng quế. Vậy công dụng của phân trùng quế là gì? Phòng và kháng bệnh cho cây trồng, đặc biệt là các bệnh về rễ. Bởi vì sao? Bởi vì trong phân trùng nó có mật độ vi sinh vật có lợi cực kỳ cao, thì khi mà chúng ta bón vào đất nó sẽ đối kháng và chống lại những cái con vi khuẩn có hại, vi sinh có hại, như Fusarium, những cái con gây bệnh thối nhũng, thì những cái con vi sinh có lợi này sẽ đối chọi lãnh thổ của tụi mày không được ở, thì nó sẽ đuổi những cái con đó đi, tiêu diệt những con đó luôn. Bản chất của hệ sinh thái là vậy. Thứ hai á, là dễ hấp thụ, bởi vì phân bò trùng nó đã xử lý rồi, thì khi mà đã ra phân trùng thì chúng ta bón trực tiếp cho cây chứ không cần phải xử lý ủ hay bất cứ vấn đề gì nữa. Thứ ba đó là những cái sản phẩm ứng dụng phân trùng quế thì về lâu về dài nó sẽ tạo được cái bộ thơm ngon và cái mùi vị đặc trưng, giữ ẩm tốt. Thì như hồi nãy Vương có nói là cái acid humic và fulvic là hai loại keo đất nó giữ ẩm rất là tốt cho cây. Thứ năm là làm tăng nảy, tỷ lệ nảy mầm của hạt giống. Đây cũng là một cái điểm rất là hay của phân trùng quế. Trong phân trùng quế nó có rất là nhiều bào tử và cái loại enzyme, một loại hormone tăng trưởng tự nhiên, đó là cái auxin, nó giúp nảy mầm cây rất là tốt đó. Nên khi mà chúng ta chiết cái nước cốt của cái phân trùng là cái nước worm shear, cái trà trùng này, chúng ta ngâm ủ hạt giống thì nó giúp phá vỡ cái lớp vỏ bên ngoài và tăng khả năng nảy mầm của hạt giống rất là cao. Thứ bảy là thích hợp cho nhiều loại cây trồng. Mỗi loại cây chúng ta sẽ có một liều lượng bón khác nhau và sản phẩm đương nhiên an toàn và thân thiện với môi trường. Và một sản phẩm giá trị gia tăng của cái phân trùng là cái phân viên nén ha mọi người ha. Thì phân viên nén này chúng ta sẽ phơi, giảm ẩm, sàn mịn và đóng gói. Đây hiện tại là farm ở ngoài Tân Hội của Vương ngoài này đang trưng bày sản phẩm này, hiện tại đang bán rất là hot, bởi vì sau Tết những anh em mà chơi hoa lan, chơi mai á, họ đang chăm dưỡng lại cây á, thì họ sử dụng cái dịch trùng để tưới gốc và cái phân viên nén trùng quế này để bón lót cho cái chậu mai của họ rất là nhiều. Đấy. Đây là cái bản kiểm nghiệm của nhóm ngày xưa của mình, là nhóm nghiên cứu học thế hệ ưu tú nha. Ký hợp đồng gần 20 triệu chỉ để test các mẫu dinh dưỡng ở trong phân trùng quế. Đây là mật độ vi sinh có trong phân trùng quế, mọi người có thể tham khảo qua. Vi sinh vật cố định đạm, vi sinh vật phân giải lân, vi sinh vật phân giải cellulo thì mật độ của nó đều trên 10 mũ 7 CFU trên gram hết. Tức là trong 1 gram phân trùng quế nó có khoảng trên 100 triệu bào tử của cái con, tất cả những cái chủng vi sinh liên quan đến việc cố định đạm. Ví dụ như trong cái chủng vi sinh cố định đạm này sẽ có một cái con rất là mọi người thường hay được dạy, đó là cái con rhizobium, nó nằm ở trong cái nốt sần của cây họ đậu. Đấy. Mỗi chủng thì có rất là nhiều con vi sinh nha mọi người, chứ đây cái đây không phải là một con nha, mà là rất là nhiều chủng tập hợp lại thành một chủng vi sinh cố định đạm lon hay cái phốt pho. Đấy. Đây là một số hình ảnh của những cái con vi sinh đó này. Rhizobium này. Đấy. Bỏ lên đĩa petri chúng ta sẽ thấy cái bào tử nó như thế này, màu sạch. Phosphobacteria là cái con vi sinh vật phân giải lân, Azotobacter cố định đạm ha. Lactobacillus, Bacillus subtilis là một trong những cái loại cũng rất là phổ biến. Chúng ta ăn sữa chua hoặc là men tiêu hóa thì có con vi sinh này nè, Bacillus subtilis. À, đây là một nghiên cứu của Đại học Cornell, Carolina về đối chứng giữa cái mẫu là sử dụng phân trùng quế. Đây, vom casting là phân trùng quế nha mọi người. Một cái mẫu đối chứng là sử dụng phân hóa học, cái mẫu không sử dụng gì hết, thì chúng ta thấy rằng cái mẫu mà sử dụng phân trùng quế, thực vật cũng tăng trưởng lên 126%, lớn và khỏe hơn so với những cái mẫu đối chứng này. À, cái này là nghiên cứu có thật nha mọi người, chứ không phải chém gió ha. Đấy. Nước ngoài họ nghiên cứu rất là sâu và kỹ, mình ở Việt Nam thì điều kiện máy móc thiết bị cũng như là kinh phí nó hạn hẹp, nên chúng ta chưa có những cái đề tài thực sự sâu trong cái mảng này. Và hồi nãy Vương nói rất là nhiều về cái vấn đề sầu riêng đang gặp hạn, rụng bông, rụng nhụy sinh lý, rụng hàng loạt, thì chúng ta làm như thế nào là làm cho cái cây nó khỏe hơn, giữ được ẩm, giữ được nước, tiết kiệm công tưới. Thì cái phân trùng quế nói riêng và phân hữu cơ vi sinh nói chung nó sẽ giúp giữ nước rất là tốt. Thì trong cái phân trùng quế nó sẽ có cái acid humic và fulvic. Đây, humic, fulvic thì màu vàng, còn humic thì màu đỏ. Hai loại acid này nó không có tan trong nước 100% nha mọi người. Khi mà mọi người đi ra những cái cửa hàng vật tư nông nghiệp đi mua phân humic thì nó sẽ là cái dạng phức kết hợp với kali, kali humat đó, chứ còn 100% humic thì nó không có tan 100% đâu. Vậy thì phân trùng quế nó giữ ẩm như thế nào, thì đây là cái cơ chế nè, Phương sẽ chia sẻ cho mọi người kỹ hơn cái phần này để chúng ta biết được. Mọi người nhìn lên cái hình này nha, bên này là bên không có bốn phân hữu cơ, không có bốn phân trùng quế ha. Đây là cục này là cục đất. Đây là những cái ion, này là những cái ion kim loại dinh dưỡng có trong phân vô cơ, ví dụ như
đạm lân kali, kali hay là phosphor hay là canxi gì đó thì nó mang ion dương ha, canxi 2 cộng, kali 1 cộng, đấy, phosphor 3 cộng, 5 cộng. Đấy. Khi mà chúng ta bốn không có bốn phân đắp trơ bốn dinh dưỡng vô á thì cái bề mặt cái hạt cán không tích điện nên không có khả năng lưu giữ được dưỡng chất. Thì khi mà chúng ta tưới nước thì những cái hạt này là cái hạt dinh dưỡng phân vô cơ thì nó sẽ bị rửa trôi, bay hơi hoặc là ngấm vô mặt nước ngầm. Để nó chưa kịp hấp thụ nữa thì mấy cái dinh dưỡng này, mấy cái ion này nó mất tiêu hết. Chưa kịp hút thì mất tiêu, rất là tốn tiền. Nhưng khi mà cái đất của chúng ta bổ sung và bổ thêm phân hữu cơ nói chung và phân trùng quế nói riêng á thì là những cái ion âm này là những cái ion của cái phân hữu cơ nha mọi người. Mỗi dấu trừ màu đen này nè. Đấy. Chúng ta bốn vào á thì những cái dấu trừ này chính là phân hữu cơ nha, phân trùng quế nha. Khi chúng ta bốn phân vô cơ, phân NPK gì đó vô á thì những ion âm gặp những ion dương nó sẽ hút và giữ lại. Ion âm này chính là humic và fulvic trong phân trùng quế. Thì nó sẽ giữ cái phân vô cơ lại và nó sẽ giảm tác động và giảm rửa trôi bay hơi và nó giữ lại để cho cái rễ cây chúng ta nó hút và nó ăn, nó hấp thụ từ từ, nó đỡ tốn hao rửa trôi bay hơi hoặc là nó ngấm ngọt ngầm hơn. Mọi người nhìn thấy cái sự khác biệt không? Mọi người có hiểu không? Hiểu đúng không? Chị trên này quá hiểu rồi, dân trong nghề mà đó. Mình hiểu cái cơ chế của nó mới biết được cái lợi ích, cái giá trị thực sự của cái phân hữu cơ nói chung và cái phân trùng quế nói riêng. Đây, hàm lượng axit humic và fulvic khoảng tầm 1,5%. Ở độ ẩm phân là phân tươi 77% nha mọi người. Còn nếu chúng ta mà giảm ẩm cái phân trùng quế thì cái hàm lượng humic và fulvic nó sẽ cao hơn. Đây là phân trùng quế tươi mà chúng ta bóp ra nó rỉ rỉ ra nước. Và đây là cái loại âu sinh nó giúp kích thích cây trồng nở mầm và tạo ra cái sự tăng trưởng tự nhiên. Bởi vì cái hệ vi sinh đường ruột của con trùng nó rất là cao nên nó sẽ tiết ra những cái loại hormone tự nhiên. Đấy, và âu sinh là một trong những hormone có sẵn trong phân trùng quế, nó giúp tạo ra thứ nhất là phát triển rễ. Còn nếu chúng ta làm chuyên nghiệp hơn có thể tạo ra trái không hạt. Và đây là âu sinh nội sinh nha mọi người, tức là bản thân cái phân nó có chứ không phải chúng ta đi mua ở ngoài mấy cái chất kích thích chúng ta bổ sung vô. So sánh về hiệu quả, liều lượng và chi phí thì cái slide này nó hơi dài thì Vương sẽ lướt qua để gửi lại sau cho mọi người. Và đến với một câu hỏi, và câu hỏi này sẽ có một phần quà cho anh chị. Là chúng ta nghe nhiều về phân rau hữu cơ và rau an toàn, rau sạch, thì các anh chị ngồi ở đây có thể cho Vương biết được cái khái niệm này là như thế nào theo cái hiểu biết của anh chị không? Thế nào gọi là rau hữu cơ và thế nào gọi là rau sạch, nó chính xác hơn là rau an toàn? Các anh chị nào có thể cho Vương biết được khái niệm theo ý nghĩa của anh chị là rau hữu cơ là gì, rau sạch, rau an toàn là gì? Ở trong đây cai làm nông nghiệp cho tay lên. Đó mình chị Trinh. Chụp. Rồi chị Trinh, mời chị Trinh luôn. Theo chị thì thế nào gọi là rau hữu cơ, thế nào là rau an toàn? Theo suy nghĩ của chị, nghĩa là rau sạch á là một loại rau mình có thời gian cách ly, có nghĩa là nó không có thuốc bảo vệ thực vật và nó có thời gian cách ly. Nói chung là nếu mà nói sâu xa hơn á thì cái quá trình trồng á thì rau sạch á thì nó có thể trồng trên giá thể hoặc là trồng trên dinh dưỡng giống như là thủy canh á, trồng trên nước dinh dưỡng. Thì khi mà cái cây nó lớn lên, nếu mà trồng trong nước dinh dưỡng thì nó, và trồng trong nhà lưới, nhà kính thì nó không có bị côn trùng này kia, người ta sẽ hạn chế được cái sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và sử dụng những cái thành phần hóa học lên nó. Thì khi mà tới người tiêu dùng thì nó không có những cái thành phần đó lưu trữ trong đó thì nó gọi là rau sạch. Còn rau hữu cơ là được trồng từ, nếu như mà 100% hữu cơ thì phải trồng từ đất, phải trồng từ đất và cái cây nó được ăn từ những cái thức ăn dinh dưỡng hữu cơ như là đất, và nó không có được bón, hoàn toàn không có bón những cái gì về hóa học hết, và cái thành phần nước, thành phần đất cũng phải được hữu cơ hoàn toàn, có nghĩa là phải được kiểm định này kia, phải có, và không được dùng một cái thứ chất hóa học nào hết. Và cái đất nếu mà muốn trồng rau hữu cơ thì nó phải có một cái thời gian gọi là
thì gọi là thời gian đất hữu cơ, có nghĩa là cái đất đó ví dụ như nó có bị phun thuốc hóa học hay là đã canh tác không được hữu cơ rồi á, thì nếu mà trồng rau trên cái đất đó cũng không được gọi là rau hữu cơ, nghĩa là nó phải có một cái khoảng thời gian cách ly 5 năm 10 năm cho cái đất nó trở lại thành đất hữu cơ, hoặc là mình xử lý ví dụ như có thể dùng cỏ vetiver để xử lý trồng và để cắt hết những cái hóa chất mà nó còn tồn đọng trong đó, cái cỏ nó có thể hút hết những cái chất đó ra và sau đó mình trồng lại cái rau thì mới gọi là rau hữu cơ. Thì rau sạch á nó chỉ là không có tồn dư chất hóa học thôi, nhưng mà ví dụ như rau sạch mà trồng thủy canh á thì nó không được gọi là hữu cơ, bởi vì thủy canh người ta vẫn dùng chất hóa học để nuôi nó, chứ nó không có ăn với gì từ đất hết á. Nó nghĩa là người ta phải dùng lân rồi đạm rồi kali rồi những cái thứ đó, nhưng mà người ta chạy bằng đường nước thôi chứ không phải là nó ăn từ trong đất ra. Còn cái đây mới là rau hữu cơ, thì là sống trên đất hữu cơ, dùng nước tự nhiên và nó không có một dính dáng gì vậy. Không, nói chung là hai cái khái niệm này mọi người rất là hay nhầm lẫn, nhưng mà cái mùi vị của rau hữu cơ á nó rất là đậm, nó rất là thơm ngon, bởi vì nó cái rau hữu cơ thường nó sẽ nhỏ, nó sẽ ví dụ như trái cà hay là dưa hay là rau nó sẽ nhỏ gọn thôi, và cái vị nó sẽ rất là đậm trong đó. Còn rau sạch mà trồng theo hướng thủy canh như ví dụ như trên cái hình này nè, thì cái rau nó sẽ rất là to, nó sẽ rất là khỏe, nó cái sản lượng nó rất là cao, nhưng mà cùng với đó thì cái mùi vị của nó bị giãn ra. Ví dụ như người ta sẽ dùng nhiều mới nãy Vương có nói về auxin á, thì nó có cytokinin rồi nó có gibberellin, những cái đó nó sẽ, nhất là gibberellin nó làm cho cái cây nó giãn cao ra, thì nó sẽ cái mùi vị nó sẽ bị giãn ra, cứ như là mọi người nghĩ là cái này nó to thì nó sẽ mùi vị nó sẽ giảm lại rất là nhiều, và khi mình ăn rau sạch nó sẽ không có ngon bằng rau hữu cơ. Nếu như mà mình ví dụ như sử dụng nhà hàng ngày á thì mình trồng, nếu mà mình trồng á thì mình có thể trồng ít để mình ăn, thì mình có thể trồng rau hữu cơ thì mình ăn thì ngon hơn nhiều so với là rau sạch nếu mà mình biết phân biệt. Dạ, cảm ơn chị Trinh rất là nhiều. Mọi người cho chị Trinh một tràng vỗ tay thật to. Chị Trinh nói rất là chính xác luôn. Mấy slide sau rồi chắc y chang như những gì chị nói. Chị Trinh là ngày xưa là học bên gì ta? Sinh lý thực vật trong nghề đó, nên rất là chính xác. Thì cũng động viên chị và thích lệ tinh thần, thì em có một phần quà là một quyển sách của tiến sĩ Mỹ, chú Mỹ rất là giỏi, chú mới xuất bản quyển sách này, best seller luôn, rồi tặng chị. Hy vọng là nó sẽ giúp ích được cho chị trong thời gian khởi nghiệp. Và mình xin tóm gọn là ý của chị Trinh ha, phần rau hữu cơ là loại rau được trồng trong cái bắt buộc phải trồng thổ canh. Theo tiêu chuẩn hữu cơ là rau hữu cơ là phải trồng thổ canh, được trồng trong điều kiện đất, nước, không khí không bị ô nhiễm, và không sử dụng hạt giống biến đổi gen, không sử dụng thuốc trừ sâu, không sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng, và không sử dụng những cái hóa học, những cái tác nhân nhân tạo, và sống trong điều kiện tự nhiên, đặc biệt là phải sống trong cái môi trường thổ canh ở đó. Còn rau sạch, rau an toàn thì người ta có thể trồng thủy canh, aquaponics, trồng trong đất cũng được, nhưng được phép sử dụng phân thuốc trong cái tiêu chuẩn và thời gian cách ly cho phép, chỉ cần đơn giản hiểu vậy thôi. Thì slide này là sẽ một số dấu hiệu nhận biết về rau hữu cơ và những cái loại rau khác mọi người có thể tham khảo. Đây, những cái dấu hiệu đi ra chợ mua rau, hỏi thử rau này rau sạch, rau hữu cơ gì, chúng ta nhìn vào cái lá rau chúng ta sẽ biết. Thứ nhất, màu xanh của lá sẽ trung thực, đậm mà đậm xanh, chứ không phải đậm lá to mà lạc xèo màu xanh nhạt là không được ha. Đó là rau người ta bỏ thuốc kích tăng trưởng hay là phân hữu cơ quá nhiều. Thứ hai là lá dày ngắn cân đối. Thứ ba là thân giòn, trọng lượng nặng rắn chắc. Thứ bốn là lâu héo, rất dễ bảo quản. Thứ năm là ăn giòn ngon và giữ được hương vị tự nhiên, giống như nãy chị Danh nói. Ví dụ như cái rau cải xanh, cái cây mà ăn nó hăng hăng á, giữa một cái cây rau và chợ người ta xịt thuốc nhiều, trong vòng 15-20 ngày chúng ta thu họ bán, và một loại rau hữu cơ trồng trong đất, trồng 4 phân trung quế đi, thì chúng ta ăn, thì ăn cái rau kia nhìn cái lá rất sung, rất to đẹp, nhưng mà ăn nó có một cái vị nó không có được đậm đà, nó không có hăng, nó không có nghe mùi mù tạt nhiều. Nhưng đối với cây rau mà chúng ta trồng theo hướng hữu cơ, mà trồng đất mà 4 phân hữu cơ mà không có sử dụng những cái chất mà cho tăng trọng á, tuy nó nhỏ, nó đẹp, lá nó nhỏ, nhưng mà nó có một cái độ dày và cái lông tơ nó nhiều, ăn vô rất là đậm và giống như cái mùi như wasabi ấy. Mọi người để ý xem mà sẽ thấy cái đó là thực tế là như vậy. Đây, xử lý đất bị thoái hóa trong cái đất nông nghiệp thì Vương có đưa vào trong sách, cái bộ sách Trung Quế, thì một lát nữa phần giải đáp câu hỏi là Vương sẽ tặng ha. Đây, có đem sách đến để tặng cho mọi người.
Hiện tại cái bộ này đã được bán gần, tính tới điểm này là bán được gần 3.000 bộ. À, còn cái bộ sách nông nghiệp tuần hoàn Vương bán sạch bách trong vòng 6 tháng giờ đang tái bản ha. Đây là một số cái bản tham khảo liều lượng 4 các loại rau cho một xào 1.000 mét vuông tham khảo của công ty Phú Nông ha. Trong đó họ có sử dụng phân trùng quế này. Thì Vương sẽ gửi slide lên cho mọi người tham khảo sau. Đây là một số hình ảnh mà 4 phân hữu cơ, phân bò nhân đam, những kỷ niệm ấy ù về trên trang trại nắng gió. Trên đó thì đất này sơn rất khô cằn, nước không có rồi, đất đá sỏi không, ổi phải làm bồn bốn thì rễ nó phát triển nó mới cho trái được. Lưu ý là khi 4 phân trùng quế nói riêng và phân hữu cơ nói chung là chúng ta nên có một cái vật liệu che phủ, rơm hay là lá cây hay là đất chúng ta phủ lại và tưới ẩm thì nó mới nhả dinh dưỡng và vi sinh với hột thông. Chứ còn mà chúng ta 4 phân mà bỏ chơi chơi trên gốc như vậy là nó không có tốt. Và lưu ý đối với những cái loại cây mà cây ổi, cây bưởi, cây xoài á, thì chúng ta không có được bốn, không có nên 4 sắc gốc mà 4 cánh gốc cũng tầm một gang tay tùy vào tuổi cây. 4 phần xung quanh ôm hết cái tán của cái cây và không được 4 sát, vì chỗ đây đâu có rễ đâu mà nó ăn rất là phí. 4 cách cách khoảng gang đến 2 gang tùy cây lớn nhỏ, phủ làm cỏ làm bồn, 4 phân hữu cơ phủ rơm, lấy đất bản địa đó phủ lại và chúng ta tưới ẩm thì cây nó mới ăn được dinh dưỡng, vi sinh nó mới hoạt động. Chứ chúng ta với cái nắng của Ninh Thuận mà 4 đợi cho trơ đó thì vô nghĩa ha. Vậy cái gì cũng phải có ưu và nhược điểm, chúng ta không nên thần thánh hóa cái phân trùng quế nói riêng và những loại phân khác. Thì nhược điểm của phân trùng quế đó là nó không thích ánh sáng mặt trời trực tiếp, bởi vì khi mà ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào thì vi sinh nó sẽ bị giết. Thứ hai là cái axit humic và fulvic nó sẽ bị keo lại, bởi vì nó là keo đất, khi mà gặp bức xạ mặt trời nó nóng nó sẽ cứng. Nó cứng thì nó sẽ không có phát huy được công năng của nó. Thứ hai là đối với phân hữu cơ vi sinh trùng quế chúng ta không được trộn chung với lại vôi nông nghiệp hay là những cái chất tẩy rửa sát trùng, bởi vì nó giết cái vi sinh. Thứ ba là hàm lượng tuy đa dạng phong phú nhưng nồng độ của phân trùng quế nói thẳng ra nó không cao. Nó đa dạng dinh dưỡng gì cũng có nhưng mà nó không có cao thôi. Nên phải cần phải 4 lót với liều lượng phù hợp thì cây nó mới đủ dinh dưỡng để nó phát triển. Một số cái nhược điểm của phân trùng quế nha mọi người. Đây là cỏ vetiver như vậy trên nói nè. Cỏ vetiver là một loại cỏ cộng sinh rất là tốt. Ở Thái Lan là họ trồng để làm vật liệu che phủ trên, họ 4 phân ở dưới. Hàng cây chủ lực của họ là cây chuối hà bỏ 4 phân ở dưới. Và cắt cái cỏ vetiver họ phủ và cái cỏ này sẽ hút nước ở tầng đáy lên và làm phát triển cái thân của nó và nó cái bộ rễ của nó sẽ phát triển mạnh và giúp là cái ngôi nhà cho những cái vi sinh vật cộng sinh như là dung đất, bọ rùa, ladybug hay là những loại côn trùng khác sống cộng sinh trong đây, thậm chí chim mới làm tổ này luôn nha mọi người. À, họ không có tốn tiền mua rơm mà họ che phủ giữ ấm cho đất này. Đây là hình ảnh cỏ vetiver trồng dọc theo hàng nho và trồng sen đậu xanh tại cải tạo đất trên cái Sun and Wind Farm. Đây là của mũi Vinh Farm mà của chỗ Tiến. Đây cũng trồng trà là và nho, cũng đất là đất cát chay trầm trầm nha mọi người. 4 phân hữu cơ rồi trồng cỏ nè, giữ ẩm, tạo mát và cắt để phủ mấy gốc nho lại. Một số phương pháp tự nhiên. Và cái sản phẩm thứ ba của cái phân trùng quế là trà trùng. Trà trùng nước ngoài ta gọi là worm tear, tức là cái nước cốt. Cái nước cốt của cái phân trùng. Mọi người cứ tưởng tượng cái phân là cái trà túi lọc, khi mà chúng ta đổ nước sôi vô chúng ta kéo cái trà túi lọc lên thì cái nước cốt của cái túi lọc nó sẽ ra, thì cũng giống như cái phân vậy, chúng ta làm y chang như cái túi lọc. Bỏ phân 1 kg phân trùng quế vô cái túi vải hay là túi mùng, bỏ vô cái xô 18 lít, chúng ta sục khí, bỏ thêm rỉ đường. Thì sau 12 đến 24 giờ chúng ta có thể thu được cái nước cốt của nó và chúng ta tưới cây rất là tốt, nó tiết rất là nhiều vi sinh dinh dưỡng và thức hàm lượng dễ tiêu để cho rễ cây nó hấp thụ. Và pha nếu cần thiết những cái loại cây mà nó nhiều chúng ta pha cái nước cốt bơm xi này cho nước tỷ lệ 1 năm và cho phun hoặc tưới gốc rất là tốt. Khi mà 4 phân trùng quế, mọi người tưởng tượng thế này. Phân trùng quế là phân hữu cơ, cây nó hấp thụ từ từ, giống như chúng ta đang bị sốt vậy. Chúng ta uống cái viên Panadol cứng, uống vô khoảng 15-20 phút, nửa tiếng sau chúng ta mới hạ sốt đúng không? Nhưng mà khi mà uống cái viên Efferengan mà dạng sủi bột á, chúng ta bỏ vô ly nước nó tan hết, chúng ta ực cho một phát khoảng 2-3 phút sau chúng ta sẽ hạ sốt liền. Thì cũng giống như mà chúng ta pha cái nước worm tear này chúng ta tưới cho cây á, khi mà chúng ta lấy cái nước cốt của phân trùng cho tưới cây liền thì cây nó ăn ngay bây giờ rễ. Còn cái xác chúng ta bón lại cũng được, nó là cái ngôi nhà cho vi sinh nó cư ngụ. Và cái dịch trùng quế là sản phẩm tiếp theo của ngành trùng quế. Chúng ta sẽ sử dụng phân bò, phân heo, phân gà nuôi trùng quế và lấy trùng quế làm dịch để chúng ta nuôi ngược lại tôm, làm thủy canh hoặc là cá gà lương. Sử dụng cái dịch này để uống rất là tốt cho hệ tiêu hóa luôn. Hiện tại cái farm gà của mình ở Tân Hội cũng đang cho uống cái dịch trùng quế này, tăng sức đề kháng và không có bệnh về tiêu chảy. Đây hình ảnh của mình hiện tại so với thời gian trước, mọi người thấy cái sự khác biệt không? Mập hơn đúng không? À, những sản phẩm dịch trùng quế đây.
Thì trùng quế thì có hai cách thủy phân là thủy phân bằng bồn inox, gia nhiệt khuấy bằng enzyme proteasa. Phương pháp thứ hai là sử dụng vi sinh. Thì dịch trùng quế cho cây trồng nó khác cái dịch trùng quế chăn nuôi, đó là được bổ sung thêm vi lượng canxi bo và những cái yếu tố humic để cho có thể vừa phun xịt cho cây hoặc là vừa tưới gốc được. Và humic đây là humic theo chuẩn Omri hữu cơ. Đấy. Còn đối với dịch chăn nuôi á, là thủy phân 100%, không bổ sung bất cứ thứ gì và lọc bớt cái cặn cái phân trong cái ruột trùng ra thôi, là chúng ta đưa cho vật nuôi uống hoặc chọn với cám cho vật nuôi ăn. Còn riêng với dịch trùng trồng trọt này, chúng ta bổ sung thêm vi lượng hay canxi bo. Thì công dụng của dịch trùng là cung cấp dinh dưỡng đa trung vi lượng, axit amin cho cây trồng. Và mọi người chú ý ha, cái axit amin hay còn gọi là amino acid á, là một dinh dưỡng dễ tiêu mà cây nó hấp thụ ngay và liền và tăng sức đề kháng cho cây trồng. Đối với sầu riêng á, trường hợp mà chúng ta bón phân trùng ở cho gốc rồi, nhưng mà khi mà chúng ta muốn cho cây nó ăn nhanh á, thì phải xịt phun thêm cái dinh dưỡng dễ tiêu để cho cây nó hấp thụ liền, nó khỏe thì nó sẽ bớt, nó khỏe thì nó sẽ giữ được ho. Thì cái dịch trùng quế này hiện tại là mình đã đẩy đến Tây Nguyên cũng rất là nhiều để cho họ phun xịt cho cái vườn sầu riêng để giữ bông không bị chống rụng bông. À, phun xịt amino acid giúp đậu trái này, chống rụng bông này, phục hồi chức năng rễ nếu tưới gốc, và rất là nhiều công dụng khác. Đặc biệt cái dịch trùng quế trong chột này nó sẽ có một cái mùi tanh tanh, cái mùi tanh tanh của côn trùng. Nhiều người không quen, người ta sẽ nói hôi, nhưng mà đối với những anh chị em mà trồng cây á, cái mùi này rất là hay, nó sẽ giúp xua đuổi côn trùng. Cũng là một nguyên lý về côn trùng học. Làm nông nghiệp thật sự là làm học rất là nhiều thứ luôn. Côn trùng, ví dụ như con bướm, bản chất sinh lý của nó, nó sẽ chọn những cái cây nào có trái tốt đẹp nhất để nó duy trì nòi giống của nó, tức là nó tới nó chích, nó tạo dồi để tạo ra thế hệ sau, đúng không? Những cái trái xấu nó chích dây uổng. Thì bản chất côn trùng nó chỉ là ăn thực vật, và cái mùi mà mùi thực sự cây nó phát ra mùi nhưng mình không cảm nhận được. Đọc tài liệu các bạn sẽ biết. Nhưng con trùng như bướm, sâu, nó sẽ cảm nhận được cái mùi của những cái khu vực, cái cây đó nó tốt, nó xấu và năng suất trái nó dinh dưỡng nhiều hay không, nó chích vô. Nhưng con trùng nó không cảm nhận được cái mùi của động vật, cái mùi mà cái mùi thủy phân, cái mùi đất tích, cái mùi tanh á. Khi mà những cái cây mà chúng ta phủ một cái lớp mà dịch trùng quế nó có mùi tanh này lên đi, nó sẽ giống như một cái lớp màng bao lại cái cây. Những cái con sâu bướm, ví dụ như có một cây này là một cái cây xịt dịch trùng quế, cây này là không xịt dịch mà bón phân hóa học tùm lum, đúng không? Thì con mình là con sâu bướm đây, mình sẽ bay vô, bắt đầu cái mùi sẽ bay vô, cái con bướm nó sẽ cảm nhận qua cái râu, nó sẽ phân tích dữ liệu. À, cái cây này là nó không có vấn đề này, tại cái mùi này mùi quen thuộc, cái mùi đó là cái mùi của cây xanh, nó nhìn nó thấy trái cũng tốt, nó bay tới nó chích một phát, rồi cái trái nó bị dòi, rồi bắt đầu những cái con sâu khác nó bay tới cái cây này nó ngửi cái mùi, ủa sao tự nhiên cái cây hôm nay sao có cái mùi tanh tanh, mùi đạm gì ta? Là nó sẽ có một cái vấn đề, nó cái tế bào thần kinh của nó sẽ điều khiển và sẽ bỏ cây này chọn những cái cây khác như thế này, thì nó sẽ giúp xua đuổi côn trùng. Trong nông nghiệp phòng bệnh hơn chữa bệnh, đó là phương châm hàng đầu. Đừng để bệnh xảy ra mà chúng ta mua thuốc xịt, vừa tốn tiền ảnh hưởng sức khỏe và vừa giảm tuổi thọ của cây. Mọi người hiểu không? Đó, mình chia sẻ hết ruột gan luôn, lát ở phần giải đáp ai hỏi gì mình biết, mình trả lời hết. Ai đa amino acid, acid amin có trong dùng trùng quế thì nó có những lợi ích gì thì mọi người đọc ha. Trong tự nhiên nó có hơn 20 loại axit amin, nhưng mà mình liệt kê những cái loại quan trọng nhất. Đây, ví dụ như glycin. Glycin nó sẽ là tiền chất của chlorophyll. Đây là một tế bào chứa diệp lục tố để quang hợp prolin và hydroxyprolin, là điều chỉnh trạng thái cân bằng nước. Đấy. Ha, cân bằng nước là biết cái chống hạn, chống sốc hạn. Cấu tạo nên thành tế bào thiết yếu tạo nên phân hoa và tốt cho đậu trái. Glutamate, mọi người nghe quen không? Glutamate là bột ngọt á. Đó, là đạm hữu cơ dự trữ tế bào amino acid khác và protein thông qua phản ứng trao đổi. Rất là nhiều công năng của dịch trùng quế, và cái loại này là xịt vô phun vô là cây nó ăn liền. Bản thân mình cũng là tiêu thụ acid amin đó, bởi vì một cục thịt heo không thể nào mà chúng ta ăn sống được, đúng không? Cây cũng vậy, không thể nào mà chúng ta lấy con cá dục vô cây hấp thụ dinh dưỡng hay con, chúng ta phải ủ thành nước, thành cái con cá nó phải phân rã hoàn toàn mới dục vô nó mới hấp thụ được. Thì chúng ta tưởng tượng cục thịt là protein, là đạm, chúng ta phải phân cắt nó, bỏ vi sinh hay là enzyme vô phân cắt nó, chuyển hóa thành bết tích. Bết tích thì nó ngắn hơn. Rồi sau đó tiếp tục phân giải bết tích thành axit amin, thì axit amin là cái chất phân giải cuối cùng mà cây, động vật, con người hấp thụ để phát triển cơ thể. Đấy, nên cái việc mà axit amin nó cực kỳ quan trọng trong cái giai đoạn mà cây đang bị sắp hạn hay sắp sinh lý. Và nên ưu tiên sử dụng amino acid hữu cơ, là những cái nguồn gốc về thực vật và động vật, chứ đừng nên dùng amino nhân tạo là không tốt. Đây, tại sao chúng ta lại sử dụng dịch trùng quế để vừa tưới gốc mà vừa phun qua lá
và trường hợp nào mà chúng ta phải ưu tiên phun qua lá. Thì chúng ta nhìn cái hình này ha. Khu vực miền Tây hiện tại có một số tỉnh như Bạc Liêu đang bị nhiễm mặn rất là mạnh bởi vì cái hiện tượng xâm nhập mặn của nước biển vô. Thì khi xâm nhập mặn thì bản chất cái áp suất thẩm thấu của đất nó sẽ tác động lên bộ rễ và rễ nó không thể nào mà hút được dinh dưỡng nên cây nó sẽ bị suy. Chính vì vậy nên chúng ta chỉ có một cách để cứu cây, đó là cung cấp dinh dưỡng qua hệ lá. Bởi vì hệ rễ đã bấy bá, đã banh trành rồi, mặn quá cây nào mà hấp thụ được, anh bốn phân Mỹ, phân Úc, phân ở trên trời cỡ nào vô thì nó cũng không thể nào hấp thụ được. Nên bắt buộc phải giữ cây, dưỡng cây bằng hệ thống lá này, phun dinh dưỡng, phân bón lá vô. Phân bón lá thì ưu tiên sử dụng những cái sản phẩm an toàn sinh học. Thì trường hợp đất bị nhiễm mặn quá, không thể hấp thụ qua rễ, chúng ta sẽ bón qua lá. Thì khi mà dịch trùng chúng ta phun xịt qua lá thì lá sẽ hấp thụ qua hệ thống. Có một số cây thì khí khổng nó nằm ở trên bề mặt, có một số cây thì khí khổng nó nằm ở dưới bề mặt, thì chúng ta phun xịt thì cái bề mặt lá mà hấp thụ dinh dưỡng nhanh như vậy thì nó bơm dinh dưỡng từ thay vì ở trên ở dưới nó hút lên, thì giờ nó bơm dinh dưỡng từ ở trên nó bơm xuống, nó sẽ cứu được cái cây của mình. Mà Amimonasis thì cái kích thước của nó rất là nhỏ thì nó vô khỏi thoải mái và nó sẽ nuôi cái cây. Và sau đây sẽ là một phần bài tập, sẽ là phần trả lời câu hỏi cũng như là cái phần quà tặng để tặng cho các anh chị. Câu này thì đối với chị Trinh hay là những ai mà làm nông nghiệp thì chắc quá rành rồi. Thì câu hỏi sẽ là dựa vào cái hình này và dựa vào cái gợi ý bên đây, anh chị hãy cho biết cái lá của cây đậu nành này nó đang bị bệnh gì. Thì chúng ta sẽ có một số cái gợi ý bên này. Nếu như mà cây nó thiếu dinh dưỡng dạng như vi lượng á, thì cái chồi ngọn nó sẽ thể hiện ra canxi bo. Còn nếu mà cây nó bị bệnh trên lá non á, thì nó sẽ thiếu trung lượng sắt, mangan, lưu huỳnh ở đồng. Còn nếu mà cây nó bị bệnh trên lá già thì nó sẽ biểu hiện trên cái lá già. Thì nhìn vào cái hình này, tất cả các dinh dưỡng phổ biến á, vô cái cây này và cái lá màu sắc biểu hiện thì chúng ta liên hệ với cái hình này. Thì cái lá này, lá đậu nành này đang bị thiếu dinh dưỡng gì? Câu trả lời đúng sẽ được tặng một quyển sách và một tràng pháo tay của mọi người. Cho mọi người 10 giây suy nghĩ ha. Nhìn vào hình này, liên hệ vào hình này, mình kết luận là cái lá đậu nành này nó đang thiếu dinh dưỡng gì? Lá này theo mọi người lá già hay là lá non? Lá già đúng không? Lá già thì mình bỏ cái gợi ý số 1 và lợi ý số 2 ra. Còn cái này sao chứ không biết nữa là cũng bó tay. Cho mọi người 30 giây nữa để suy nghĩ và ai có câu trả lời xin mời giơ tay ha. Trả lời sai là sẽ đóng quỹ 100k. Thì nó là còn cây non nên là thiếu CU, S, FE và MN là đáp án 2. Là thiếu, theo anh là thiếu 4 cái nguyên tố luôn, đồng, lưu huỳnh, sắt với mangan luôn. Thì giờ em chọn phương án 2, đó là thiếu, tại vì cây này là cái đậu nó còn non. Đó chưa cái gì. Thì mọi người là anh trả lời đúng chưa? Chưa chính xác, cảm ơn anh. Chưa chính xác. Gợi ý cho mọi người là lá này là lá già nha. Lá này là lá già. Cái đậu nành mà đâu phải cây ăn trái đâu, lá này là lá già. Mình bỏ hai này ra, chỉ có phương án 3, chọn một trong ba nguyên tố này. Thôi mình cho mọi người xem luôn, để qua câu sau mình trả lời cho mạnh dạn. Thiếu đạm nha. Lá già, cái viền lá màu xanh nè. Màu xanh mà xanh nhạt nè, mọi người thấy không? Thiếu đạm, cây lùng có màu xanh lợt bất chợt, lá vẫn đứng màu xanh nhạt đến vàng, nó không thiếu đạm nè. Rồi qua câu 2. Lá này thiếu gì? Cái này là không cần phải học nông nghiệp, mình chỉ cần quan sát so sánh là mình rút ra kết luận thôi. Ủa, thiếu mo hả? Sai. Chị Thảo là thiếu mo. Không đúng. Cho mọi người 15 giây suy nghĩ nữa nha. Trả lời đúng sẽ được Vương tặng một quyển sách. Trên hôm nay em lấy hết sách của Vương đi. Gửi cho mọi người ha. Lá này là lá già nha. Lá này là lá già. Lá già mà nó có màu sắc nó biểu hiện vậy thì thiếu gì? Ai mạnh dạn giơ tay lên. Ai thiếu cái gì?
Sai. Tiếp kali sai luôn. Sai luôn. Thiếu lăng. Thiếu lăng, còn một câu cuối cùng. Thiếu lăng này, biểu hiện của nó nè. Cây lùng có màu nâu xanh đậm, lá dựng đứng, thường có màu hơi đỏ đến đen, hơi đỏ. Lá già thì mình loại mấy cái yếu tố, mấy cái cây này lá non nè, lá non lại lá ngọn thì mình bỏ mấy cái yếu tố này ra, còn lá già thôi. Rồi, câu cuối cùng. Con này mà sai nữa là Vương uống nước luôn á. Câu cuối cùng là một bộ sách luôn. Câu này là Vương không có tặng một quyển mà tặng nguyên bộ luôn. Các chữ ký Vương chẳng qua hình Vương của chẳng luôn. Cây này thiếu gì? Trời, cây này lá này lá non hay lá già hay là lá ngọn? Dạ. Thì ai trả lời cho tay lên. Câu này mà không biết nữa là buồn lắm luôn. Mà chị chắc không? Sai là đóng quỹ 200k. Chị dám chơi không? Dám không? Chắc không? Rồi mời chị lên đây giải thích sao cái lá này là thiếu kali. Mời chị lên chỉ luôn. Rồi mời chị lên đây, lên đây. Câu số 3 mà không được nữa là em rửa tay cát kiếm đi về luôn. Đó, chị đọc to rõ cái lá này là thiếu gì, tại sao chị chọn cái lá đó. Lá này là lá già, nó bị thối lá nè. À, thối lá là sao? Chị đọc hết cái dòng chỗ nó thiếu gì. Nó mất cái màu xanh nữa. À, nó những cái đốm chớp nhỏ ở chớp lá và mép lá. Nó có màu nâu rỉ sét, mép lá chớp lá cong đậm gợn sóng. Đúng không mọi người? Đúng. Rồi xin cho chị một tràng pháo tay. Thiếu kali nha. Rồi xin em xin tặng chị tấm hình. Xin mời cameraman cho tấm hình. Phải tự kinh nghiệm chứ. Mới vừa. Rồi em cảm ơn chị nhiều. Mời chị bây giờ. Dạ. Không, mình mạnh dạn đâu, có đâu có gì đâu, bây giờ mới hùng 200k cái quốc lại sợ đâu có gì đâu sợ. Rồi, chúng ta đến với phần tiếp theo là ứng dụng trong chăn nuôi và thủy sản ha. Thì trùng, chỉ có trùng thịt chúng ta mới ứng dụng trong thủy sản. Thứ nhất là trùng đông lạnh làm thức ăn nuôi tôm lươn. Thì trùng quế, trộn với cám và trùng sấy khô để chúng ta cho tôm cá ăn hoặc là nghiền thành bột để trộn với cám ép thành viên. Đây là dịch trùng quế chăn nuôi mà Vương đang sản xuất để cung cấp cho gà cũng như là một số hộ nuôi tôm ở Phú Yên, Bình Định ở ngoài đó nuôi tôm cực mạnh. Ninh Thuận thì như bột ngạn thiên sao ta. Ninh Thuận mình chào hàng không ai quan tâm mà ở ngoài Bình Định Phú Yên vô ầm ầm ầm. Ở Ninh Thuận có một chạy tôm giống bố mẹ là họ mua trùng sống để về cho tôm bố mẹ, mà có con có bự gì nè, một con mấy triệu á, cho tôm ăn cái con trùng sống luôn. À, thì cái dinh dưỡng có trong dịch trùng quế sẽ giúp cung cấp axit amin đạm dưới tiêu cho vật nuôi hấp thụ nhanh nè, kích thích vật nuôi bắt mồi mạnh, tăng sức đề kháng và hệ tiêu hóa, sản phẩm thân thiện với môi trường. Đấy. Và đây là các bạn test đạm tổng của trùng sấy khô nha mọi người. Là 65% đạm, cực kỳ cao ha. Và đây là cái quy trình sản xuất trùng sấy khô. Ở trong cái quyển sách này nó có hướng dẫn mọi người làm trùng sấy khô hết. Này, trùng sấy khô chúng ta có thể nghiền thành cám để cho vật nuôi ăn để tiết kiệm chi phí nguyên liệu đầu vào. Và cái tỷ lệ sử dụng khuyến cáo trùng quế cho thức ăn chăn nuôi đó là chúng ta bổ sung 5% trùng quế cho vật nuôi ăn trong giai đoạn còn nhỏ và 10% cho giai đoạn vật nuôi lớn. Đấy. Đây là cái mô hình tuần hoàn khép kín tại Củ Chi nè. Nuôi trùng quế, nuôi lươn, nuôi heo, nuôi cá trê và nuôi... Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Bằng công nghệ nuôi bằng phương pháp hữu cơ. Cái anh này, ảnh tên là Trần Kinh Bang. Anh ở Cần Giờ, anh nuôi tôm bằng những cái phương pháp rất là lạ thường. Cho ăn bằng bắp, ăn bằng rong biển, cá, rồi trùng quế, rồi phân trùng là anh sẽ bón ở dưới cái nền đáy ao để tạo một cái lớp bùn hữu cơ và cái lớp động vật phù du cho nó phát triển và trùng. Tôm này là tôm, đúng là tôm không sử dụng kháng sinh luôn, rất to luôn, nuôi dài tháng hơn. Bình thường tôm thẻ mình nuôi có 2 tháng rưỡi là thu đúng không? Tôm này nuôi tới 5 tháng mới thu. Bự kinh khủng, con này chắc sai, chắc 7-8 con một ký. À, thì ảnh sẽ sử dụng phân trùng quế, ảnh rải xuống cái ao tôm để ảnh tạo cái lớp phủ vật chất hữu cơ cho nền đáy ao và tạo màu nước, tăng cường lượng vi sinh vật phù du trong ao. À, đây là cái đề tài của Vương ngày xưa ấy, lúc đó là đầu số là 0164, lâu quá rồi. À, và cái mô hình nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng mà cái ước mơ của Vương đang ứng dụng tại farm ở ngoài Tân Hội. Từng bước, thì cái farm này sẽ thứ nhất là nuôi trùng quế, bắt buộc rồi. Nó là cái nền tảng của cái việc đó là tái sử dụng các loại chất thải để làm phân bón và thức ăn chăn nuôi. Khu vi sinh, sản xuất chế phẩm vi sinh và chế phẩm dinh dưỡng. Chạy gà,
vườn đu đủ, và cái điểm nhấn của cái farm là cái hồ vườn đang cho đang nhập khoảng trên dưới chậu lan, 100 chậu lan để có thể treo xung quanh cho mọi người tới trải nghiệm chụp hình, và có thể thích thì vườn vẫn bán bình thường. Đó là toàn bộ cái mô hình nông nghiệp tuần hoàn, vườn ao chuồng chuồng quế và phân bón hữu cơ vi sinh chế phẩm sinh học mà vườn đang làm cái farm ở ngoài Tân Hội. Và có gì thì anh chị em cứ ra vườn free, mọi người vô thoải mái, không có vấn đề gì cả. Và đây là cái quyển sách sáng tạo vùng sự vườn viết từ thời sinh viên, từ thời khai bút là năm nhất đại học. Ngày xưa sao mình ham viết chứ biết. Đến năm tư là hình thành xong cái quyển sách này và Vương viết với dạng ebook ha. Vương gửi cái file này cho mọi người, tất cả các bạn sinh viên, mục đích là để cho các bạn truyền động lực, truyền lửa cho các bạn và cho các bạn biết được là cái việc nghiên cứu khoa học nó quan trọng như thế nào trong đời sống. Và cái link ebook này Vương chia sẻ miễn phí trên mạng xã hội. Đây, cái bộ sách Trùng Quế. Đây, cái bộ sách Trùng Quế thì nó có tập hợp tất cả những kiến thức mà team Thế Hệ Ưu Tú làm kỹ thuật trồng măng tây, trồng dưa lưới, trồng nấm, cải tạo đất, Trùng Quế. Ba quyển này là Vương viết nè, quyển này là team team nông nghiệp của nhóm Thế Hệ Ưu Tú, năng lượng sạch, đó là đưa hết vô trong cái quyển này, nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng vừa rồi là bán sạch, hiện tại đang được tái bản. Đó, thì đó là cái chia sẻ rất là ngắn gọn và thực sự là Vương có bao nhiêu lửa, bao nhiêu năng lượng là Vương bung hết chứ không có gì giấu. Mọi người cảm nhận được cái lửa đó không? Đúng không? Cũng không có gì phải giấu hết á, mình ngồi đây, có duyên ngồi đây, không có gì phải giấu. Đó. Rồi, kết thúc phần chia sẻ, chúng ta nghỉ một chút và đến với cái phần giao lưu và thảo luận, đặt câu hỏi Vương sẽ trả lời mọi người, và cuối cùng thì chúng ta sẽ kết thúc chương trình khoảng tầm 11 giờ 11:15. Thì để kết thúc chương trình thì cũng rất là cảm ơn các anh chị đã dành thời gian đến đây giao lưu với Vương và cùng Vương học hỏi những cái kiến thức về nông nghiệp tuần hoàn nói chung và Trùng Quế nói riêng, và hy vọng rằng sau buổi chương trình này chúng ta sẽ kết nối với nhau qua Zalo. Cần thông tin gì cứ nhắn Vương, Vương sẽ hỗ trợ và tư vấn hết mình để làm sao chúng ta tạo dựng và xây dựng cộng đồng những người trẻ yêu nông nghiệp nói chung và startup tại Ninh Thuận nói riêng phát triển và đoàn kết hơn và thành công hơn nữa trong tương lai. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi xin mời mọi người.